Giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại của Nga Sergei Naryshkin cho rằng vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal là hành động khiêu khích của các cơ quan tình báo Anh và Mỹ. Tuy nhiên, bất chấp việc Bộ Quốc phòng Anh ngày 3 tháng 4 thừa nhận các nhà khoa học Anh chưa thể khẳng định việc loại chất độc trong vụ tấn công tại Salisbury có nguồn gốc từ Nga, đến nay Anh vẫn khẳng định Nga phải chịu trách nhiệm về vụ việc này. Trong một diễn biến mới nhất, Bộ Ngoại giao Nga ngày 4 tháng 4 thông báo trục xuất một nhà ngoại giao Hungary nhằm đáp trả quyết định tương tự của Budapest trước đó.